Tín hiệu với anh em đây là lá gió nha, tôi nhập cuối năm luôn. Hàng này là nó năm sau nó sẽ không còn hàng nữa nha. Trăm cái mình nhập về tới đây, hàng xịn nên em bật ở sau nó có đóng số nha. Đây có số số 7 nè đó, anh em nhìn cái hoành lá gió này nó trong nè nha, nó cái nhựa nó tốt hơn cái hàng hàng nọ lá gió nội. Nhập viên đây nha, đó hàng này bây giờ rất là hiếm rồi, nhập về được 100 cái thôi. Đây nhập về nó có dòng chữ luôn nè đó, hàng này bây giờ rất là hiếm nha. Đó, năm sau là như không còn hàng nữa, sao là con số nè đó đó. Anh em nhìn cái quyền lá gió này nó trong hơn nha, cái nhựa nó tốt hơn, độ bền nó cao hơn. Rồi lô hàng cuối năm thì là so thì nó về rất là ít nha, mà lần về được 5 cái à, 5 cái đổ lại thôi, không được nhiều đâu đó. So nhập 9 kg thì mình nói thông số nó là chuẩn, nó là 37 dòng nha. Lộ này là sợi thép 32, sợi cho đời cũ nha, còn có loại là so mà sợi Bali nó yếu hơn đó, này sợi Bali 2 dạng Bali 3 đó. Đây sợi thép ở đây nha, anh em nhìn mà cắt lò xo này nha, hàng xịn nè đó, sợi thép nó bóng, tổng chiều dài nó là 22,5 cm, 22,5 cm đó. Giờ mình bẻ cho anh em coi, thì anh em mua lò xo anh em đừng có suy nghĩ gì hết nha, đừng nhìn, nói chung đừng có kiểu ném xuống gạch hay là dựng đứng lên, cái đó là không phải nha. Anh em cứ bẻ lò xo đi, lò xo mình nhập đó mình bao bẻ cho anh em nha, bẻ xong buông ra nè, chụp hai đầu đây nè, là giữ một hồi nè đó, anh em đừng bóp ở đây xin gãy nha, lò xo nào không chịu nổi đâu, chụp hai đầu đi tí nha nha, rồi buông ra. Anh em thấy cục lò xo nè, lò xịn nè, nó thẳng bự luôn nè, thấy không, nó không có độ cong gì hết á nè anh em nè. Bẻ hai đầu chụm đây nè, chụm hai đầu sát luôn nè, rồi giữ hồi nha đó, thì buông ra thì anh em thấy lò xo xịn nè, nó thẳng đường luôn, hầu như nó không có độ cong luôn, 100% luôn nha đó. Lậu này xài rất là bền, anh em xài 5 năm chưa hư được, rất là bền nha đó, cực rất là mạnh. Nên mà mình nếu mà xài mạnh thì mình sẽ kẹo nặng hơn xíu nó mới chuẩn được nha, còn hồi xưa lò xo nó yếu đó, lực nó nhẹ, xài kẹo nhẹ được, cái nặng mình chơi cái nặng lên xíu là ok thôi đó. Mình bẻ nó nè, chụp mấy đầu luôn nha nha, còn một số loại xo thường này, anh em bẻ nó buông ra hơi cong nhẹ nha, nhưng mà mình không bán loại đó, rồi nó rẻ tiền hơn, thì tiền nào có đó thôi. Hàng này hàng xịn nên nó giá nó hơi cao nha, anh em lưu ý nha, hàng này hàng nhập gì nha, nhập xịn thì nó giá nó hơi chát xíu, nhưng mà anh em chơi nó ngon nha. Nhận hàng cho anh em bẻ luôn nè, bẻ luôn nè nha đó, rồi buông ra nè, anh em thấy là xo rồi không có độ cong luôn nha, chứ không có chuyện rồi không nhẹ, mình bao xài anh em luôn. Nhà này nhập nha, về được là 4 cái thôi, không có nhiều đâu, không có nhiều đâu nha đó đó. Thì là nhập về thì nhập lậu về nó không có cái bao bì hết á nha, nhưng mà về đây người ta sản xuất, về đây người ta bán thì người ta bỏ vô cái bịch đó cho nó sạch sẽ, nó đẹp thôi nha. Rồi anh em đây bẻ nè nha, buông ra nè, thấy không, rồi bẻ nè nè, buông ra đó, thấy không đó. Nhiều anh em mua về anh em xài thì anh em thấy là lực nó rất là mạnh, mà thép độ bền cao, mà anh em chơi kẹo nặng lên xíu nha đó. Rồi bẻ nè nha, buông ra. Rồi số lượng này rất là ít nha, được 4 cái thôi, anh em cần nhanh tay lên. Còn lá gió này thì nó báo lên anh em là số lượng là nhập cuối năm này là được thôi, năm sau là không nhập được nữa nha, tại vì hàng nó giờ cháy hàng rồi, không còn hàng nữa. Lá gió nhập đi nha, người thật việc thật. Rồi là sau này là anh em là nhận hàng để kiểm tra hàng luôn nha, anh em lưu ý là bẻ không cong luôn nha, chứ không phải là cong cong nhẹ nha. Mình bán lò xo cho anh em bẻ thôi, chứ không được quăng dưới gạch, quăng gạch là dở, nên là dựng đứng lên là không phải, mấy đó là nó mị dần nha. Mình lò xo rồi kiểm tra độ bền phải bẻ lò xo. Rồi đem gần lò xo thôi nè.